Gia Bảo, Lâm Minh Duy có thể ném nhưng anh quyết định chờ một nhịp. Bây giờ mới dứt điểm. Chính xác. Carter Capish vươn lên dẫn trước. Lại là Minh Duy. Điểm số thứ 9 dành cho Carter Capish. Minh Duy đã có hai tình huống ném xa liên tiếp. Quang Nghĩa không qua được Chiramet. Lâm Minh Duy cú ném hai. Cú ném chính xác của Lâm Minh Duy. Ba cú ném hai điểm liên tiếp của Minh Duy. Carter Capish có trong tay Lâm Minh Duy với khả năng ném hai điểm xuất sắc. Bốn cú ném hai điểm liên tiếp. Xin nhấn mạnh là bốn cú ném hai điểm liên tiếp thưa quý vị. Và đây cũng phải là cú ném thứ năm. Tại sao không? Lâm Minh Duy. Thêm một cú ném hai điểm nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này? VBA 3 đấu 3 năm ngoái đã giúp cái tên Lâm Minh Duy đọng lại trong trí nhớ của người hâm mộ bóng rổ cả nước. Cầu thủ sinh năm 2005 được coi là một trong những ngôi sao triển vọng của Sóc Trăng nói riêng và Việt Nam nói chung. Nhưng ít ai biết rằng chàng trai dân tộc Khmer lại khởi đầu sự nghiệp thể thao với môn cử tạ. Lúc 2016 lên tập cử tạ là tập 3 năm. Tập cử tạ là em thường được chơi bóng rổ vào buổi sáng, chơi cũng có là năng khiếu. Xong em thấy khả năng phát triển của em không còn phù hợp với cử tạ nữa. Rồi em bắt đầu xin huấn viên. Huấn viên cũng thấy em có năng khiếu bóng rổ và cho em kiểm tra thử môn bóng rổ và thầy bóng rổ đã bắt em. Những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội trẻ, trong đó có giải VBA 3 đấu 3 vừa qua, đã giúp Lâm Minh Duy có tên trong danh sách đội Sóc Trăng dự giải vô địch quốc gia 2023. Dù là cầu thủ trẻ nhất đội, nhưng tài năng mới chớm 18 tuổi còn được vào sân thi đấu nhiều hơn một số bậc đàn anh. Thậm chí, Minh Duy còn đứng trong top 5 toàn đội về các thông số rebound, block và cướp bóng, dù chỉ chơi khoảng 13 phút mỗi trận. Phải thể hiện ngoài sự mong đợi của tập thể đội bóng thì phải cho thấy rằng mình trẻ nhưng mà luôn lúc nào cũng trau dồi học hỏi, luôn nào cũng muốn tiến bộ để muốn được thi đấu như các anh lớn. Rất là thích cái tính cách của chị, từ trong sân cho đến ngoài sân rất là vui vẻ, vô thi đấu rất là nhiệt tình, luôn hăng hái trong những cái trận đấu vừa rồi, thể hiện rất là tốt. Dù đã có tấm huy chương vàng, nhưng màn chào sân của Minh Duy tại giải vô địch quốc gia vẫn có phần nào đó thiếu trọn vẹn. Bởi hậu vệ này chưa được huấn luyện viên tin tưởng đưa vào sân ở những thời khắc quan trọng. Cầu thủ sinh năm 2005 chỉ vào sân vỏn vẹn 2 phút ở bán kết rồi ngồi ngoài ở toàn bộ trận chung kết. Tại vì đội em rất là nhiều đàn anh, chơi VBA đã rất là lâu rồi, vậy em không có buồn. Em cứ cố gắng từ ngày 1 năm, 2 năm sau em sẽ cố gắng đánh chung với mấy anh. Mấy anh đã giúp cho em rút ra rất là nhiều kinh nghiệm, đoàn kết với nhau, cố gắng từng ngày, teamwork. Thì Duy là một thủ mà em nghĩ là rất là đặc biệt, chắc cũng cỡ anh Kiệt. Duy rất là khỏe, cũng nhanh, cũng có thể ném này nọ. Nên là, nhưng mà quan trọng thì cầu thủ trẻ thì là cái điều đó mình phải xây dựng sau đó để mình có thể tiến bộ hơn nhiều, cái đó mới là quan trọng. Chỉ còn ít tháng nữa, VBA 2024 sẽ khởi tranh và Lâm Minh Duy hứa hẹn sẽ là tài năng trẻ tiếp theo ra mắt sân chơi khắc nghiệt này. Trong trí tưởng tượng của cựu vận động viên cử tạ người Sóc Trăng đã có sẵn bến đỗ đáng mơ ước. Sài Gòn Heat, tại vì cho nó khả năng phát triển trẻ, đào tạo trẻ rất là tốt. Rồi em muốn phát triển hơn thì phải đến đội tốt đập. Đó, em cứ cố gắng thôi, còn cái đó là ban huấn luyện ở trên WeBay sẽ nói chuyện với thầy em. Thầy em đưa đi đâu thì em đưa đi đó.